Rồi em xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lại ủ này cái phân bã đậu nành nha. Đây ở đây thì em có chuẩn bị 5 kg bã đậu nành này mình ra chợ mua nha. Có tầm 1.500 đến 2.000 một ký thôi. Em đổ hết vô cái thùng luôn nha. Rồi. Sau đó em sẽ đổ nước vô. Đổ nước cho nó gần đầy cái thùng nha. Mình chừa khoảng một ít thôi. Cái thùng này là cái thùng Omo nha, cái thùng này nó khoảng 50 lít ạ. Thì mình đổ khoảng 45 lít. Ok. Tiếp theo là mình sẽ đổ cái thằng IMO4 này. Thằng này thì bữa mà mình đã làm là mình chiết ra cái can 5 lít mình để dành rồi. Đây, mình sẽ cho khoảng 1.5 lít nhé. Rồi, cái can là 1 lít. Bây giờ mình sẽ phải quấy cho nó đều lên. Quỳnh mang tay quấy. Đấy nha, mình cứ quấy. Cái hàng IMO4 này thì khi mình làm thành công nó sẽ có mùi thơm của men, giống như là mùi rượu. Còn mà mọi người làm xong mà nó ra mùi thúi là thất bại nhá. Và cái thằng bã đậu này cũng vậy luôn, nếu mà mình ngâm mà thành công ấy, thì nó sẽ ra cái mùi chua chua, như mùi trái cây ấy, mùi trái cây để lên men ấy là đúng. Còn mà nó thúi quắc là thất bại luôn. Thì mình sẽ ngâm cái này trong môi trường yếm khí nhé, nghĩa là kín hoàn toàn luôn, đừng để cho không khí lọt vào. Đó, mình cố gắng mình quậy cho nó đều lên. Rồi, tiếp theo mình lấy một cái màng bọc mình bọc lại nha. Sau đó lấy cái nắp này đậy lại. Rồi, kiếm một cái để mình đi kiếm cục gạch mình dàn đây. Rồi, vậy là kết thúc quá trình mình ủ phân bã đậu tương nha. Cái này nó cực kỳ giàu đạm luôn. Mình sẽ ủ để mình tưới cho các cái cây của mình, hoa hay là cây ăn quả hay là cây ăn lá, cái rau ăn lá đó. Đó mình tưới. Là mình không phải dùng đến cái phân hóa học nha. Phân này thì cực kỳ lành luôn. Rồi thì hôm nào mà cái này thành công mình sẽ quay lại nha. Mình sẽ quay lại một clip để cho mọi người xem cái kết quả nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt.